Xin chào các bạn, như các bạn đã biết, Samsung vừa chính thức mở bán mẫu Fablet màn hình lớn thế hệ thứ 6 của mình mang tên Galaxy Note 7, máy kế thừa và hoàn thiện thiết kế trên mẫu Galaxy S7S với khung kim loại kết hợp hai mặt kính cường lực. Tuy nhiên, điều được giới công nghệ quan tâm là những nâng cấp cũng như các công nghệ mới mà Samsung trang bị cho Note 7 sẽ như thế nào. Hôm nay chúng ta hãy cùng Tech One đi tìm hiểu những lý do nên mua Note 7. Công nghệ quét bóng mắt Iris Scanner, tính năng được giới công nghệ mong chờ nhất cuối cùng cũng đã xuất hiện trên Samsung Galaxy Note 7. Công nghệ quét bóng mắt sẽ cho phép smartphone bảo mật tốt hơn so với công nghệ cảm biến vân tay mà các hãng đang dùng hiện nay. Tính năng này cũng được dùng để khóa ứng dụng, ảnh, các đoạn ghi chú hoặc nội dung khác trong một tệp tin bảo mật riêng. S Pen trên Galaxy Note 7 cho độ nhạy gấp đôi so với thế hệ trước khi có thể nhận diện tới 4096 mức độ lực. Ngoài ra, tính năng mới cho phép lia bút trên văn bản để dịch thay vì mở ứng dụng khác. Người dùng cũng có thể sử dụng S Pen ngay cả khi màn hình đang tắt hoặc bị ướt. Ngoài ra, Samsung cũng gom các tính năng trên S Note vào trong một những ứng dụng duy nhất là Samsung Note. Chống nước, chống bụi theo tiêu chuẩn IP68. Galaxy Note 7 là smartphone đầu tiên trong dòng Note được trang bị công nghệ IP68 tương tự dòng Galaxy S. Ngay cả bút S Pen cũng được trang bị công nghệ này. Màn hình HDR không chỉ sở hữu màn hình cong tràn viền tương tự Galaxy S7S, Samsung còn trang bị cho Galaxy Note 7 màn hình HDR với nội dung hình ảnh tương phản cao. Sau TV, công nghệ này được xem là bước phát triển tiếp theo trên màn hình smartphone. Kết nối USB Type-C. Samsung cũng trang bị cho Galaxy Note 7 cổng kết nối USB Type-C cho khả năng truyền tải dữ liệu nhanh hơn so với kết nối truyền thống. Đây cũng là smartphone đầu tiên của hãng được trang bị kết nối này. Bổ sung màu mới. Theo thông tin từ buổi ra mắt thì Samsung Galaxy Note 7 hiện có 4 màu chính là đen, bạc, vàng và xanh san hô. Samsung gọi màu xanh của họ là Blue Coral, có thể sẽ tạo nên cơn sốt mới cho Note 7 khi lên kệ. Điểm thú vị là toàn bộ thân máy và bút S Pen sẽ được phối đồng màu. Cấu hình, Samsung Galaxy Note 7 sẽ được trang bị màn hình 5.7 inch, máy chạy hệ điều hành Android 6.0 Marshmallow trên nền tảng chip Exynos 8890, RAM 4GB, bộ nhớ 64GB và có thể mở rộng qua khe cắm thẻ nhớ ngoài tối đa 256GB. Samsung cũng tặng thêm 15GB dung lượng miễn phí trên Samsung Cloud cho người dùng. Máy sẽ được trang bị pin 3500mAh, công nghệ sạc nhanh và sạc không dây siêu tốc. Samsung cũng giới thiệu thêm một phụ kiện ốp lưng có thể dùng như pin dự phòng cho Note 7.